À, hôm nay tôi đến tu viện Tây Phương đây được mình cho là thành phố vạn hồ, đó là hồ rất nhiều, và tìm được một cái ngôi chùa nằm kế một con hồ, nó thật là thú vị. Ở đây nhà chùa cũng trồng rất nhiều hoa rực rỡ màu, và mùa thu đang đến, lá vàng đã đang rơi đầy dưới gốc cây, mới chỉ đầu mùa thu thôi. Thì các bạn đi chỗ ta, các bạn mùa thu lạnh thì cây cối bắt đầu đã chuyển sang màu vàng. Các bạn thấy những cái lá vàng đã bắt đầu xuất hiện trên những tàn cây. Vườn hoa và trên những cái bia đá khắc những lời Phật dạy: sống tại bằng thiện trường, thắng ngàn năm nhất. Những góc chùa, những cái phong linh đang kêu lên. Đây là một kỹ thuật chụp bóng đen này các bạn. Khi ta chụp ngược sang nền trắng, ở góc cạnh thì ta có một cái bóng đen sắc cạnh. Các bạn thấy gió thổi ghê không? Rất là lạnh. Trời hơi lạnh lạnh nhưng gió làm cho trời lạnh hơn. Nếu ai không đủ mặc ấm thì có thể là bị cảm cúm ngay. Hoa thực dược rất đẹp. Lá vàng rơi. Lá vàng đã rơi đầy đầy sân chùa. Xa xa là một tượng Phật nằm. Ở đây rất nhiều cây thông rất là đẹp và lạ. Mới nhìn tưởng là những cây thông già, những cây Noel mà tới mùa Noel người ta hay bán. Trời ơi, thông thật mà tôi cứ ngỡ thông già. Và phải công nhận rằng là rất nhiều người họ chế tác những cây thông Noel rất giống và rất giống. Rất tiếc, trời quá lạnh, tôi dám ra hồ để quay những con vịt đang bơi trên hồ.